thường hành bố thí cập giới nhẫn tinh tấn định huệ lục ba la vị độ hữu tình linh đắc độ Vĩ độ chi giả sự thành phật đây là bốn câu kinh văn à, trong bài kệ à, chúng ta đang ở bài kệ này quý vị nhớ đây là câu kệ thứ bao nhiêu không ạ đây là câu kệ thứ 23 đến 26 trong đoạn kệ này câu đầu tiên là thường hành bố thí cập giới nhẫn tức là thường tu hành bố thí trì giới và Nhẫn nhục à, tinh tấn định huệ lục ba la và thêm nữa là tinh tấn à, định huệ à, sáu ba la mật đúng không ạ tức đây là ý nói thường tu sáu ba la mật sáu ba la, la mật đầu tiên là bố thí ba la mật đúng không ạ quý vị chắc nhớ thì nhân điểm lại về, về đục ba la mật thứ nhất là bố thí bố thí tức là trong đó có ba điều thí một là bố thí tài tài tức là tài sản thì trong đó tài sản hoặc là nội tài nội tài là để dùng sức lực mình để giúp cho người ta thứ hai là gì tài thí pháp thí pháp thí là tặng những phương pháp chỉ cho người ta cách thức ví dụ như nấu ăn chỉ cho người ta cách nấu ăn cũng là bố thí pháp nhưng pháp thí gian còn bố thí pháp của Phật Pháp là bố thí giúp cho người ta cách tu hành Như mình chỉ cho người ta Và thứ ba là vô ý thí Vô ý là mang lại sự không sợ hãi cho chúng sanh Cho người khác đó, Giống như phóng sanh Chúng sanh nó sắp chết Nó sợ hãi Mình cứu Đó là gọi là bố thí vô ý Hoặc là chúng ta nói một bài Pháp Để người ta nghe Người ta hoan hỷ Người ta an lạc Người ta không sợ hãi Đó đó cũng là bố thí và vô ý rồi thứ hai trong uh, lục độ ba Luật đó là trì giới à, Trì giới thì chúng ta cũng quá, quá biết là đúng không ạ à, Chúng ta giữ giới đó Thứ ba là gì Nhẫn nhục Nhẫn, phải nhẫn được, nhẫn chịu được Đúng không ạ Rồi cái nhẫn đó cũng rất rộng, rộng lắm, để đến, hình như tới lúc nào đó chúng ta sẽ có học mấy loại nhẫn đó. Rồi thứ tư là gì Tinh tấn Tinh tấn là tinh là tinh chiên Tấn là tiến tới thùng mà không tạp một hướng tiến tới gọi là tinh tấn rồi tiếp theo phải tu định đó là tu thiền định là thứ năm và cuối cùng mục tiêu cuối cùng là được là bác nhã độ trí huệ quý vị hãy nhớ, nhớ bác nhã để ra khỏi giải thoát gọi là trí huệ mới ra khỏi sanh tử hôm bữa trong kinh uh, trong luận đại trí độ nói gì à, uh, phật pháp đại hải tính vi năng nhập trí vi năng độ đúng không ạ tức là biển lớn của phật pháp có tính thì mới vào được mà có trí mới ra được thật ra ngay cả cái bài mà truyền quý vị nhớ không ạ bài truyền uh, giới bác con trai á, cũng nói đến câu mở màn gì à, tức là gì biển khổ không bờ nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được đúng không chỗ nào mà thấy lời khai thị của chư tổ đó tức là biển khổ không bờ không bến gì hết bây giờ nếu không có thiền từ bác nhã tức là mình không có trí huệ bát nhã mình thế nào không thể vượt lên giải thoát được ra nên mà muốn vậy bắt đầu đằng sau người muốn chứng vô thượng bồ đề đúng không đó quý vị nhớ chắc là thiện trang đọc đoạn đó hoài các quý vị nhớ cho nên tất cả những lời chư tổ lời kinh đều xoay quanh mục tiêu cuối cùng người tu hành phải có trí huệ cho nên lục độ là sáu điều nhưng điều cuối cùng là mục tiêu cuối cùng năm điều trước là phương tiện phương tiện để tu hành để đạt được điều thứ sáu cho cho nên quý vị hiểu rồi đúng không ạ là trí huệ hai câu kinh văn đầu tiên câu thứ ba vị độ hữu tình linh đắc độ vị có nghĩa là chưa chưa được độ hữu tình chưa được độ đó khiến cho được độ hữu tình là chúng sanh như chúng ta đúng không chưa được độ nè chưa ra khỏi sanh tử thì gọi là chưa được độ còn sao dĩ độ chí giả đó tức là quý vị thấy, dĩ độ chí giả tức là người đã được độ rồi chứ dĩ là đã đã độ người đã độ rồi thì sao à, linh xử uh, xử là khiến cho thành phật tức là đây là ngài Tỳ kheo pháp tạng với là ngài Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện rằng nếu mà cái người mà chưa được độ chưa ra khỏi sanh tử đó là chưa được độ thì giúp cho họ ra khỏi sanh tử bằng cách niệm Phật một đời bản sanh tây phương đó là con đường tắt ngang qua ba cõi đúng không ạ bản sanh về tây phương là còn nếu những người đã ra rồi giống như là a la hán rồi cũng sao khiến cho họ mau thành phật đó bồ tát ra rồi ra khỏi sanh tử rồi cũng mau cho thành phật cho nên đây là gì đây là điều nguyện nào trong tứ hoàng thầy nguyện quý vị chính là điều chúng sanh vô biên thề nguyện độ mình độ không chỉ chúng sanh vô tình à chúng sanh đã chưa ra khỏi sanh tử hồi gọi là à, chưa độ mà độ cả những người đã ra rồi nhưng chưa thành phật cho nên nguyện lớn đó còn chúng ta thì sao chúng ta mong nguyện độ được mấy người bà con mấy người thân thuộc rồi đúng không chứ đâu có độ nguyện độ rộng chúng sanh có ai phát tâm độ hết chúng sanh trên địa cầu này không sau khi về tới phương cực lạc quý vị phát nguyện độ hết chúng sanh trên địa cầu này không không có mấy ai đúng không? chúng sanh thời nay chúng ta phát tâm yếu thì ra thấy hồi xưa hòa thượng diệu liên quý vị thấy ngài có phát thêm nguyện thứ 49 mươi tức là ai mà nghe tới tên của ngài đúng không là ngài sẽ đổ cho bán sanh tây phương cực lạc là thiên trang đã 8 tháng rồi ui nguyện này cũng hay đó nha đó rồi sau này á, thấy hòa thượng tiên hóa ngài cũng nguyện vậy đó ai mà nghe đến ngài, danh hiệu hai chữ tiên hóa thôi à, có tên của ngài á thì ngài đều đổ thoát hết thì hồi đó là thiên trang ui mấy các ngài thật tuyệt vời nhưng mà quý vị biết thật sự tuyệt vời cũng chưa bằng à, chưa bằng ai chưa bằng ngài địa tạng bồ tát ngài không cần nguyện nghe hay không nghe hay không nghe ngài cũng độ nữa đó là gì địa ngục vị không thề bất thành phật chúng sanh vị độ phương chứng bồ đề đó là không cần biết nó có nghe hay không có nhắc hay không cho nên hồi xưa thiền trang viết cái bài ở trong facebook đó, quý vị giới thiệu về cuộc đời của thiền trang đúng không nói về sự nghiệp làm là giáo viên đó. cho đến uh, xuất gia thì trang mới có cái bài nguyện đó là cũng học theo các ngài đó là thiện trang nói nguyện ai nghe tới tên của thiện, thiện, nguyễn văn trang tức là tên đời đó, cho đến nghe đến tên thích thiện trang thì thiện trang đều độ cho họ vì những người có duyên Đấy, đó là hồi xưa nếu mà bây giờ thiện trang sẽ nguyện là qua những người chưa nghe cũng sẽ độ đó, tức là mình phải có tâm lượng lớn như vậy để đến đây mình học với ngài tỳ kheo pháp tạng nè ngài đâu có nói là trừ có, đâu đâu miễn là người hữu tình thôi chưa được độ ngài sẽ độ à mà và... đá đổ rồi ngài sẽ khiến thành vật như vậy đổ hết.